Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là rất nhiều là bông tiêu âm nhé, kích cỡ 60-40. Nên em vừa về thêm hàng và đóng gói sẵn để săn đón các bác nào tìm mua. Đấy. Chờ đón các bác tìm mua, đóng hàng nhanh để còn các bác bốc nhanh còn kịp, đúng không ạ? Giá vẫn như vậy các bác nhé. Một hộp 8 tấm là 200 một hộp 8 tấm. Và 16 tấm thì là 350.000. Đấy, 16 tấm là 350.000. Đấy, nếu như các bác lấy nhiều hơn nữa thì giá nó sẽ rẻ hơn nữa. Đấy, đây là 16 tấm này. Đóng sẵn vào những cái kiện thùng bát này nên là rất là tiện luôn. Kích cỡ là 60-40, nó như thế này. 60-40. Còn đây là những cái kiện hàng 8 tấm này. 8 tấm một kiện, 8 tấm một kiện. Đấy, kích cỡ đầy đủ hết rồi, trọng lượng trung bình 1,8 kg trên một kiện đó, phù hợp cho các bác nhét vào trong những thùng hoa mà bên trong cái thùng hoa nó không có bông tiêu âm hoặc là ít, hoặc là các bác thích nhét kín luôn thì cũng được. Giá là 200 một kiện, 8 tấm bao ship và 16 tấm là 350.000 bao ship. Đấy, giá rất rẻ rồi, còn bác nào kêu nữa thì chịu nhá. Đó, đóng hết vào những cái hộp đĩa mang cái thương hiệu. Ôi trời ơi. Đấy. Thì các bạn nào quan tâm sản phẩm này liên hệ trực tiếp nhé. Ở trong đây em còn là không được nhiều lắm, còn ít này thôi. Hiệu bông này các bác nắp vào nai hoặc là nắp vào những cái thùng loa nào bên trong nó ít bông, ví dụ những thùng loa bãi này, trong nó ít bông thì các bác có thể nhét thêm vào. Nó sẽ có cái độ tiêu âm nhất định cho loa. Và với những cái cấu hình to hơn, ví dụ sấp kép thì cũng có thể nhét được. Đấy, rất nhiều. Trên đây là những sản phẩm hiện tại em đang có sẵn tại cửa hàng. Đấy, các bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp với em, nhanh còn kịp, chứ không thì sắp tới hồi nó cũng nhiều việc lắm nên tranh thủ đóng gói trước. Rảnh hôm nào đóng gói sẵn hôm đó rồi là gửi hàng cho các bác trong thời gian sớm nhất. Ok các bác nhé, các bác nào quan tâm thì hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.